một chiếc xe ít tiền, thế nhưng mà trang bị cũng tương đối là nhiều option các bác nhá. Có Naranguk nguyên bản này, phanh đĩa phanh ABS đầy đủ này, xong là có xi nhan báo rẽ ở trên gương, rồi có nút bấm từ một chạm nằm ở tay nắm cửa các bác nhá. Đăng kiểm của xe thì vẫn còn, và bên trong nữa trang bị sẽ có thêm một số tính năng nữa các bác nhá. Cái này của em đấy ạ, thì cái đời của nó cũng không phải là thấp đâu các bác nhá, đời cũng tương đối là cao đấy ạ. Thế nhưng mà cái mức cái phí của mình bỏ ra để mình sở hữu con xe này thì lại rất là thấp, cực kỳ thấp luôn. Đời con này là đời 2014 luôn các bác nhá. Vâng, và đây các bác nhìn xem này, có đề nổ thông minh start stop này đấy, và có rất là nhiều phím điều khiển được làm ở trên vô lăng đây các bác nhìn xem. Đấy, có túi khiên toàn nằm ở giữa các bác nhá, những phím điều khiển đây các bác nhìn xem này, rất nhiều đúng không ạ, rất chi là nhiều. Và đây là chìa khóa khiển nhá. Đấy, khóa khiển này là khóa khiển thông minh được không? Được không? Đây thêm một cái màn hình Android này. Đấy, đây các bác nhìn xem, màn hình Android cỡ lớn các bác nhá, cỡ lớn rồi. Và côn số lá của xe thì rất là nhẹ, rất là ngọt luôn. Đấy. Và có cả cục gương tự động nữa các bác nhá. Trần của xe thì là trần nỉ, bên trong rất là mới luôn, được bọc ni lông bên ngoài rồi. Vâng. Đấy. Chiếc xe Hyundai i10 và nó được nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Số sàn và động cơ của xe là chỉ có là 0.9 mấy thì em gọi là 1 chấm đi, 1 chấm các bác nhá. Nhiên liệu của xe cực ít, chỉ tầm khoảng là 4 lít trên 100 km thôi các bác nhá, rất ít luôn. Và keo chỉ của xe là không bị mất các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, keo chỉ mép cửa xe là không bị mất này. Những cái ốc nhái phần cánh cửa các bác nhìn xem vẫn còn rất là sáng đẹp luôn này. Đấy, con này của em thì nó chỉ hơi bẩn một số vị trí thôi các bác nhá. Con này em chưa vệ sinh sạch lắm, hơi bẩn một tí. Chứ còn về xe thì ok rồi, xe không lỗi lầm, xe không vấn đề gì, và về cũng không cần phải làm gì hết các bác nhá, cứ thế là mình dùng thôi, không cần phải sửa sang gì đâu. Có ghế da màu kem và là màu đen kết hợp đây. Đấy. Nội thất dòng i10 này nó rộng hơn dòng Moling các bác nhá. Vâng, và đây là phần lòng vách cánh cửa, các bác nhìn xem này, lòng vách của nó rất là đẹp nhá, không bị han, không bị mục mọt các bác nhá. Cái phần tắp đi cánh cửa của xe là quá ok luôn, này các bác nhìn này. Đấy. Nó không có cái hiện tượng bị mòn, này các bác nhìn xem, những đồ nhựa nó không có hiện tượng bị mòn nhá. Nhiều con em thấy là bị mòn rồi. Ok chưa? Đấy là hình thức ở phía bên đây để cho mình xem. Các bác thấy ok không? Các bác thấy ok thì các bác mình cùng xem hết video, xong là mình gọi điện bên em để bên em chốt giá rẻ rẻ cho mình nhau các nhá. Sẽ có mức giá cực kỳ ưu, cực kỳ tốt, cực kỳ hợp lý cho mình luôn. Vâng, và đây các bác nhìn xem này, đèn đó của xe nó còn rất là đẹp này. Đấy, lốp lác của xe nó vẫn còn dày các bác nhá. Ở phía sau đây có trang bị những mắt cảm biến chống va chạm này, rồi có camera lùi này. Đấy, và đây có gạt mưa đuôi gió, rồi có cả cái cần ăn tang ở trên vẫn còn nguyên đúng không ạ? Đèn đóm rất đẹp nhá, sơn xì của xe cực kỳ là mượt mà. Và chiếc xe này, dòng xe này, cái phần thân vỏ đấy ạ, cái phần tôn vỏ nó rất là cứng và rất là dày dặn chắc chắn các bác nhá. Và phía bên đây thì có thấy này, nó sẽ có một số tính năng nữa, đây là có gương kính điều chỉnh điện, có cả cục gương tự động, đây là chốt cửa các bác nhá. Vâng, ở đây các bác nhìn xem là tem nó vẫn còn nguyên này, cái tem nó vẫn còn nhá, chưa bị mất tem nhá các bác nhá. Đấy, ghế đẹp, ghế còn rất là mới đúng không ạ, ghế rất là mới luôn. Ở đây là cái vị trí cảm biến này. Đấy, và đây là phần táp lô. Đấy, có loa check cũng đã được lắp thêm kia các bác nhìn thấy rồi đúng không ạ, có gương chống chói và có cả cam hành trình ở trên đây nhá. Đấy, có cả cam hành trình luôn rồi. Keo chỉ nó bên cửa đây các bác nhìn này, vẫn còn luôn đúng không ạ, cửa đóng chắc lịch, rất là êm, rất là nhẹ các bác nhá, rất nhẹ luôn. Đấy, tôi bỏ là có kêu con luôn, và cốp sau rất là to, mình thoải mái đứng đồ luôn các bác nhá, thoải mái mình đứng đồ luôn. Vâng, mời các bác mình cùng xem nốt, cùng cảm nhận. Bác nào mà quan tâm gọi điện em để em tính toán, và em sẽ chốt cho mình cái mức giá mình sẽ vào việc các bác nhá. Và đây các bác nhìn xem này, đèn đóm của xe rất là đẹp luôn này. Đấy, sơn xi mượt này. Đấy, đèn đóm đẹp này. Đấy, thân vỏ xe rất là căng, kính thì bọc dán xung quanh hết, xung quanh rồi đúng không ạ? Các bác xem thêm gì bảo em gửi hình, gửi video cho mình xem qua Zalo các bác nhá. Vâng, và các bác mình nếu mà thấy ưng, thấy thích, bàn bạc mọi thứ mà các bác mình muốn vào việc chiếc xe này thì gọi điện cho em theo ba số điện thoại hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 nha, địa chỉ em 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương, đối diện tại 225 Trường Chinh các bác nhá. Rất nhiều xe, rất là nhiều video đăng tải lên cho mình theo hàng ngày, thì các bác mình nhấn đăng ký kênh đi, nhấn theo dõi trang đi để cùng đồng hành với em trong thời gian tới. Rất nhiều xe được để ở trong siêu thị các bác nhá, rất nhiều luôn, có cả dòng bát tải này. Dòng bát tải này thì đang nhận khách các bác nhá, một khách trong kia đang làm giấy tờ rồi, đang làm thủ tục thôi các bác. Vâng, ok nha các bác mình dành tay nhấn tim, nhấn like, nhấn chia sẻ cho em với em, cảm ơn. Bên em thì có ship xe toàn quốc, có hỗ trợ làm sang tên đổi biển toàn quốc, và có đổi xe, có thu mua lại tất cả các loại xe ô tô cũ giá tốt nhất cho toàn thể các bác nhá. Các bác mình ủng hộ em nha các bác ơi, em cảm ơn ạ.